Bạn trai vừa thi tốt nghiệp xong, nam thanh niên liền mua hoa tặng nhưng hình như có gì đó sai sai. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dù đã đi qua được ít ngày nhưng dư âm của nó vẫn được lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội. Những hành động ấm áp, món quà tình cảm giữa bố con hay các cặp đôi với nhau khiến mọi người không khỏi xúc động. Mới đây, một người dùng TikTok đã chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại cảnh một bạn nam đang loay hoay cầm bó hoa to đứng trước cổng trường thi để tìm bạn mình. Dường như quá đông nên anh tỏ ra khá bối rối. Phải mất một lúc sau, chàng trai này mới thấy người mình chờ đợi cũng là một nửa yêu thương ở phía xa. Ngay lập tức anh chạy tới để trao bó hoa cho người yêu. Khi thấy người thương tới tận điểm thi để động viên lại còn tặng bó hoa hướng dương to, nam thanh niên không khỏi ngại ngùng. Trước mặt bao nhiêu người, anh lúc đầu còn ái ngại định quay lưng đi. Người yêu nói mãi, chàng trai mới chịu nhận bó hoa kèm chiếc hôn vội vàng giữa chốn đông người. Một lúc sau, cặp đôi tự tin hơn và cười tươi rói chụp ảnh giữa đám đông. Họ không ngần ngại ôm hôn hay thể hiện tình cảm của mình. Theo dõi trang cá nhân của cặp đôi có thể thấy họ đã công khai tình cảm trên mạng xã hội và gia đình khá lâu. Người tặng hoa là TikToker tên T, trong khi đó bạn nam là Z. Trong các video quay lại những khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người, T thường gọi Z là em hay vợ. Anh thậm chí còn chia sẻ chỉ cần Z thi vào đại học sẽ ngay lập tức rước nàng về dinh. Trong mọi khoảnh khắc quan trọng như đi chơi cùng bạn bè hay tiệc sinh nhật, cả hai không hề thiếu nhau. Họ luôn dành cho đối phương tình cảm ngọt ngào, sự trân trọng nhất có thể và chẳng ngại thể hiện những cử chỉ thân thiết đó. Phía dưới bình luận, nhiều người cũng đã gửi lời chúc, chỉ mong cặp đôi mãi mãi bên nhau tới đầu bạc răng long. Đáp lại tình cảm đó, hai người cũng đã gửi lời cảm ơn tới dân tình. Các chàng trai tâm sự, ai rồi cũng sẽ tìm được một nửa riêng cho mình, chỉ là duyên tới sớm hay muộn mà thôi. Họ luôn trân trọng mọi khoảnh khắc trong đời của đối phương và chờ ngày thích hợp để cùng nhau về chung một nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.